Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài về series quy tắc Solid ở trong lập trình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những quy tắc đầu tiên ở trong nhóm Solid, đó chính là chữ S. Chữ S là viết tắt của Single Responsibility Principle, tức là một lớp chỉ nên giữ một trách nhiệm duy nhất. Nó chỉ có thể sửa đổi cái lớp đó với một cái lý do duy nhất. Thì cái mục đích của cái quy tắc này là gì? Mục đích của nó là để cho dễ đọc, dễ quản lý. Các bạn thử tưởng tượng ha, các bạn có một cái lớp mà nó làm quá nhiều việc đi. Khi đó bạn nhìn vào nó sẽ rất là rối là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc sửa đổi nó cũng sẽ rất tốn rất là nhiều cái effort, tốn rất là nhiều công sức. Cho nên là cái kiểu thiết kế như vậy á, mà nhồi nhét tất cả đó là một cái thiết kế không tốt, một thiết kế tồi ha, một thiết kế không tốt. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phân tích hai cái lớp sau đây. Chúng ta sẽ đưa vào cái kịch bản của mình sẽ là gì, mình phân tích một cái lớp đó nó vi phạm quy tắc nào ở trong Solid, và thứ hai là cái giải pháp của mình sẽ là gì ha. Thì mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó chính là mình sẽ đi vào mình xem xét coi coi nó cái lớp MLI này nè nó sẽ vi phạm cái quy tắc gì ha. Chúng ta đi quan sát, chúng ta có lớp MLI và nó có các đặc tính là gì, MLI ID và MLI name, không có vấn đề gì hết đó, ha. Rồi tiếp theo là chúng ta quan sát tới hai cái hàm, hai cái hàm là insert employee table và generate report. Tức là cái employee này nó có hai cái trách nhiệm, một là nó thao tác với cơ sở dữ liệu, tức là nó insert xuống cái table employee, và cái thứ hai là nó tạo ra báo cáo. Thì cái lớp employee nó không nên đảm nhận cái việc tạo ra báo cáo á, vì giả sử đến một cái ngày nào đó khách hàng họ yêu cầu là phải tạo ra báo cáo trong cái file Excel hoặc là bất kỳ một định dạng nào khác. Có thể là không phải Excel mà có thể là CSV chẳng hạn. Lớp cái định dạng nào khác á, thì cái lớp này nó phải gọi là modify lại để phù hợp với lại cái yêu cầu của khách hàng. Và điều này là không có tốt ha. Cho nên giải pháp của mình là gì? Chúng ta sẽ viết sang, chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp khác cho cái việc tạo ra báo cáo. Cho nên là khi có bất kỳ sự thay đổi nào với cái báo cáo này á, nó sẽ không ảnh hưởng tới cái lớp employee ở trên. Thì giải pháp mình sẽ là tạo ra một cái lớp khác, tạo chuyên tạo báo cáo, report generation ha, chuyên tạo báo cáo. Rồi mình cut cái này qua. Và các bạn thấy ha, sau này nếu chúng ta có bất kỳ sự thay đổi nào trong cái tạo report này, tạo cái báo cáo này, ví dụ như sửa đổi hay là thêm những cái định dạng khác, thì nó sẽ không ảnh hưởng cái lớp employee trên đây. Đó, thì đó là chúng ta đi qua phần phân tích cũng như là giải pháp cho cái lớp employee đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi vào cái lớp student. Chúng ta đọc cái lớp student ha, chúng ta quan sát, chúng ta thấy là có hai cái property là tên và tuổi. Sau đó là gì? Sau đó là cái lớp này nó chứa những thông tin của như và lấy cái thông tin của học sinh, rồi nó lấy theo định dạng HTML, rồi định dạng của JSON, rồi sau đó gì đó nó lưu trữ thông tin xuống gì, xuống database và nó lưu ra file. Như vậy thì cái lớp student này nó quá nhiều hơn, quá nhiều chức năng ha. Thứ nhất là nó sâu ra thông tin là cái thứ nhất. Thứ hai là nó định dạng cái thằng student này, và thứ ba là lưu xuống dữ liệu, lưu thông tin, lưu trữ thông tin. Đó. Thì các bạn tưởng tượng ha, khi mà code lớn dần lên á, code ngày càng to ra đó, thì nó dẫn đến nó càng nhiều chức năng. Đó. Chưa kể nếu như mà cái class này nó có thêm cái class khác như là cái lớp person, cái teacher, vân vân, thì cái đoạn code hiển thị hoặc là lưu trữ thông tin này sẽ nằm rải rác ở nhiều cái lớp khác, dẫn đến cái việc sửa chữa và nâng cấp nó cực kỳ khó khăn. Thì để giải quyết cái vấn đề này, ta chỉ cần tách những cái chức năng, nhóm chức năng của nó ra thành những cái lớp riêng biệt. Ví dụ như là hai cái thằng mà gọi là lưu trữ thông tin này xuống ra một lớp riêng, và hai cái phương thức này ra một cái lớp riêng, và hai cái phương thức này ra một cái lớp riêng để định dạng và để lưu trữ. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần là nó tách ra ha. Chúng ta tạo, thứ nhất là chúng ta tạo một cái lớp gọi là lưu trữ, store ha. Đó, lưu trữ. Thì chúng ta sẽ cái hàng này chịu trách nhiệm là lưu trữ, được chưa?
Và thứ hai là gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp thứ hai là cái lớp gì? Chuyên Phật mã định dạng Phật, chuyên định dạng Phật mát. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp là gì? Ví dụ như Phật Phật master đi ha. Master. Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ copy cái phương thức mà định dạng ở đây. Ok, nó báo đỏ là tại vì nó không hiểu hai cái thuộc tính này là gì, thì chúng ta sẽ khai báo một student ở đây. Tức là student. Rồi chấm gì? Student chấm cái name và chấm cái gì? Chấm cái tuổi. Ok. Như vậy thì sau này á, sau này khi mà chúng ta nâng cấp ra, khi mà sau này chúng ta có nhiều cái lớp khác nữa mà cái như là person như teacher hồi nãy mình nói đó, thì cái việc nằm rải rác khắp nơi vậy á, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều ha, nó chỉ chuyên chuyên xử lý những cái chỗ chức năng chính của nó thôi, ví dụ như format riêng thôi, hoặc là lưu trữ thôi, hoặc là lưu trữ thông tin thì chỉ có sinh viên thôi đó, cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng tới khi nâng cấp sửa chữa sau này á, nó sẽ diễn ra ở từng lớp một, từng lớp cụ thể luôn, nó không ảnh hưởng tới những lớp còn lại ha. Rồi thì đó là cái phần mình nói về cái quy tắc single responsibility đầu tiên ở trong quy tắc Solid, trong cái series về Solid. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và subscribe để mình để có nhiều động lực hơn để tạo ra nhiều video hơn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp các bạn ở series về những quy tắc ở trong Solid.